Xin chào các bạn, đã quay trở lại với Gia Bảo Luxury. Thay vì một chiếc đồng hồ, trong video này chúng tôi muốn đem đến hai chiếc đồng hồ đến từ nhà sản xuất Hublot. Một chiếc thuộc dòng đồng hồ Big Bang, còn một chiếc còn lại là chiếc Classic Fusion, với mục đích đặt lên bàn cân so sánh hai mẫu đồng hồ này. Cụ thể, mẫu đồng hồ Hublot Big Bang Chronograph được biết đến với số hiệu 301SX7170LR bên tay trái của tôi, và mẫu đồng hồ còn lại bên tay phải của tôi là Hublot Classic Fusion Chronograph 521NX7170LR. Cả hai mẫu đồng hồ này đều xuất hiện trong mặt số xanh và dây đeo cùng tông màu. Về mặt chất liệu, bằng triết lý Art of Fusion, nghệ thuật của sự pha trộn, nhà sản xuất Hublot đã đem đến những cỗ máy thời gian được xem là sự trộn lẫn giữa các chất liệu. Và đơn giản thôi, khi nhìn từ bên ngoài, chúng ta có thể thấy bộ vỏ khung của cả hai mẫu đồng hồ này được làm không dưới từ một chất liệu. Đầu tiên, kim loại được sử dụng để chế tạo bộ vỏ khung kích thước 44mm của chiếc Hublot Big Bang bên tay trái của tôi là từ thép không gỉ. Riêng các đinh ốc ở trên vành bezel thì được làm từ titanium. Còn ở bên tay phải, chiếc Classic Fusion có bộ vỏ khung toàn bộ được làm từ titanium. Về điểm giống nhau, cả hai mẫu đồng hồ này đều được đi kèm với cả dây đeo được chế tác đặc biệt bởi nhà sản xuất Hublot. Bên trong là bằng cao su có màu xanh và bên ngoài là bề mặt da cá sấu cũng màu xanh, ăn khớp với cả mặt số xanh ở bên trong. Về phần thiết kế, ra đời sau dòng Big Bang 6 năm, Big Bang xuất hiện từ năm 2004, trở thành cú hích lớn của nhà sản xuất Hublot và khiến nhà sản xuất này phát triển rất là mạnh trong vòng 10 năm tiếp theo. Thì dòng Classic Fusion xuất hiện vào năm 2010, được xem là kế thừa nhiều ưu điểm của người anh đi trước dòng Hublot và kèm theo nhiều gia vị của sự cổ điển hơn. Trước hết, bộ vỏ khung của hai mẫu Big Bang Chronograph và Classic Fusion Chronograph trên tay tôi đây đều được thiết kế dạng sandwich nhiều tầng với nhau và có hình dạng của ô cửa sổ của những chiếc du thuyền biểu tượng đồng hồ Hublot thế kỷ trước. Tuy nhiên, thay vì 5 tầng dày dặn như những chiếc Big Bang, bộ vỏ sandwich cùng có 5 tầng xen kẽ với nhau từ thép không gỉ, nhựa, thì Classic Fusion chỉ gồm có 3 tầng mà thôi. Và khi chúng ta đặt nghiêng phía phần nút bấm, cũng có thể thấy được rõ rằng hệ thống nút bấm cũng như đúng chỉ giờ của hai dòng đồng hồ này cũng khác nhau. Dòng Big Bang được thêm những cái lớp đệm cao su ở trên nút bấm, còn Classic Fusion thì là những thiết kế nút bấm cũng như đúng chỉ giờ trơn. Và nếu như chúng ta xét về mặt thiết kế, bộ vỏ khung của mẫu Hublot Big Bang sẽ đem đến phần nhìn của sự thể thao hơn. Còn nếu như hướng đến nét cổ điển thì những chiếc Classic Fusion sẽ ăn điểm đó hơn. Cùng trong dáng tròn, cùng trong màu xanh thẫm, chảy tia và cũng cùng tính năng chronograph, nhưng mặt số của hai mẫu Big Bang và Classic Fusion trên tay tôi lại sở hữu những phong cách thiết kế hoàn toàn khác biệt. Và chúng ta hãy đi tìm hiểu xem từng riêng mẫu có những đặc điểm gì đã. Hệ lên trên mặt số xanh của chiếc Hublot Big Bang 44mm là hệ thống 3 mặt số phụ đặt tại các góc 3 giờ, 6 giờ và 9 giờ. Trong đó, hai mặt số phụ góc 3 giờ và 6 giờ để phục vụ tính năng chronograph. Mặt số phụ góc 9 giờ là mặt số phụ đếm giây độc lập. Riêng kim giây chronograph được biểu tượng chữ H, được tích hợp cùng với cả bộ kim thiết kế dạng skeleton đặc trưng nhà Hublot và phủ chất phát quang tương tự với cả hệ thống cọc chỉ giờ xung quanh cũng được phủ chất phát quang thế hệ mới. Riêng ô cửa sổ báo ngày được đặt tại góc 4:30. Còn với chiếc Hublot Classic Fusion thì sao? Được bảo vệ bên trong bộ vỏ khung 45mm của mẫu đồng hồ này là mặt số tròn, màu xanh thẫm và hiện lên có phần trang nhã cũng nhiều khoảng trống hơn. Sở dĩ có điều như vậy tại vì mặt số chỉ gồm có 2 mặt số phụ mà thôi. Mặt số phụ góc 3 giờ là mặt số phụ đếm giây độc lập, trong khi đó mặt số phụ góc 9 giờ là mặt số phụ tính phút cho chức năng chronograph. Bộ kim bút chì trong thiết kế này thì không được thiết kế dạng skeleton nữa mà thiết kế đặc cùng với việc đánh bóng hai nửa tương tự với cả hệ thống cọc chỉ giờ ở xung quanh. Và chúng ta sẽ thấy là không có sự xuất hiện của chất phát quang nào trong mặt số của chiếc Classic Fusion này cả. Đồng thời, vạch chia phút và giây được tích hợp ngay với cả hệ thống cọc chỉ giờ mà không chia rẽ riêng biệt như với chiếc Big Bang lúc trước. Ô cửa sổ trong mẫu này được đặt tại góc 6 giờ, một góc khá truyền thống mà không xuất hiện tại góc 4:30 như những chiếc Big Bang thường thấy. Và thực tế, sự sắp xếp khác nhau của mặt số vốn được giải thích bởi một yếu tố duy nhất, đó là hai mẫu Big Bang Chronograph và Classic Fusion Chronograph được Hublot trang bị hai bộ máy bên trong hoàn toàn khác biệt.
cung cấp năng lượng cho chiếc Hublot Big Bang Chronograph vận hành là bộ máy HUB4100, ngày nay được Hublot điều chỉnh từ bộ máy nền tảng Vajot 7750. Trong khi đó, bộ máy nền tảng ETA2892A2 được nhà sản xuất Hublot tùy chỉnh thành bộ máy HUB1143 và được sử dụng trong chiếc Classic Fusion Chronograph có số hiệu 521NX7170LR này đây. Cả hai đều là những bộ máy tự động có khả năng cung cấp năng lượng cho chiếc đồng hồ hoạt động chính xác trong vòng 44 giờ khi được lên cấp đầy đủ. Đặc biệt là cả hai mẫu đều được Hublot trang bị lớp kính sapphire chống trầy sức tốt ở phía nắp lưng, nên việc xem bộ máy bên trong là điều vô cùng rõ ràng. Có thể đây là một sự lựa chọn khó khăn cho những ai đam mê đồng hồ, đặc biệt là Hublot, khi băn khoăn giữa chọn Big Bang hay là Classic Fusion. Hy vọng sau video này, bạn sẽ có câu trả lời hợp lý cho riêng mình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.